Quý vị và các bạn thân mến, để trở thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam như hiện nay, chúng ta không thể không tán thán những công lao to lớn của các vị Pháp chủ Minh Sư, Cao Tăng Trưởng Lão đã tận tâm vì giáo hội trong suốt cuộc đời tu hành của mình. Chúng ta có thể kể đến công đầu của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Ngài đã giữ ngôi vị đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là một trong những vị Cao Tăng Tùng Lâm Thạch Trụ, là bậc Minh Sư ân đức bao trùm, Ngài là tấm gương tỏa sáng, định hướng cho giáo hội trong công cuộc chấn hưng nền Phật giáo Việt Nam. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch, Ngài giữ ngôi vị đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một vị đại sư được người người kính nể, được nhà nước Việt Nam trao tặng rất nhiều bằng khen. Sự ghi nhận về những cống hiến của Ngài cho nền Phật giáo nước nhà nói riêng, cũng như sự phát triển của cộng đồng nói chung. Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ là một cây đại thụ Tùng Lâm Thạch Trụ, Ngài giữ ngôi vị đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với những kiến thức sâu rộng thông tuệ về Phật học, Ngài đã cống hiến và lưu lại cho nền Phật giáo Việt Nam và thế giới rất nhiều tác phẩm thơ đường luật. Những bộ kinh điển rất nổi tiếng đã được Ngài biên soạn và dịch thuật. Ngoài công việc Phật sự, Ngài Thích Phổ Tuệ còn đóng góp công lao to lớn trong công cuộc đại đoàn kết dân tộc. Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Ngài hiện đang giữ ngôi vị đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài là một trong những vị cao tăng có nhiều đóng góp to lớn đối với nền Phật giáo nước nhà. Ngài Thích Chí Quảng không chỉ được đông đảo quý tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước yêu mến, kính trọng, mà Ngài còn rất được người dân tôn sùng, quý mến và coi như một vị thánh tăng. Kênh YouTube Tôn Giáo Tín Ngưỡng mời quý vị Phật tử, đạo hữu cùng tìm hiểu về bốn vị cao tăng giữ ngôi vị Pháp chủ quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Tiểu sử cuộc đời tu hành và những cống hiến to lớn của đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận. Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, Ngài có thế danh là Phạm Đức Hạp, pháp danh là Đức Huy, pháp hiệu là Thanh Thiệu. Hiện chưa rõ ngày tháng sinh cụ thể, chỉ biết Ngài sinh vào năm Đinh Dậu 1897 tại thôn Quần Phương, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Song thân phụ mẫu của Ngài là cụ ông Phạm Công Toán, hiệu Thành Phủ và cụ bà Lê Thị Vụ. Ngài có tất cả 8 anh chị em, Ngài là người con thứ 6 trong gia đình. Ngài Thích Đức Nhuận sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp nho gia. Năm lên 7 tuổi Ngài bắt đầu đi học. Thân phụ của Ngài vốn là một nhà đông y, được sư tổ trụ trì chùa Đồng Đắc, tức Kim Liên Tự, được tọa lạc tại thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, mời Ngài sang để chế thuốc chữa bệnh cứu giúp cho dân làng. Do Ngài được theo hầu thân phụ, nên dần dần Ngài Thích Đức Nhuận mến mộ cảnh tĩnh mịch cửa thiền môn. Năm lên 15 tuổi, Ngài nhận thấy cuộc đời này là rất vô thường, thân con người ta chỉ là giả tạm, nên Ngài Thích Đức Nhuận đã xin phép phụ mẫu cho phép Ngài được đi xuất gia. Sau đó Ngài đã xuất gia cầu pháp với sư tổ Thích Thanh Nghĩa, thuộc dòng Tào Động, tại chùa Quảng Bá Hà Nội, là trụ trì chùa Đồng Đắc, tọa lạc tại thôn Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Sau khi thế phát quy y, Ngài Thích Đức Nhuận được thầy bổn sư gửi đến chùa Thanh Nộn, tại làng Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tu học với sư tổ Thích Thanh Ninh. Với đức hạnh khiêm cung, thông minh siêng năng và hiếu học nên Ngài luôn được sư tổ chùa Thanh Nộn thương yêu và kỳ vọng Ngài là pháp khí của Tùng Lâm Phật giáo nước nhà. Năm 1917, khi Ngài Thích Đức Nhuận tròn 20 tuổi, Ngài đã được tôn sư cho thọ giới cụ túc tại chùa Già Lê Tự, tọa lạc tại thôn Phúc Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Giới đàn này gồm các bậc cao tăng thạc đức như Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Khiết làm Hòa Thượng đàn đầu, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trung Đinh làm Yết Ma, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Phúc làm Giáo Thọ, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Khang Thượng, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Nghĩa làm tôn chứng. Từ thời điểm đó, Ngài Thích Đức Nhuận đã thực sự được dự vào hàng tăng bảo với một trọng trách, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa quần sinh. Sau khi đắc pháp, Ngài Thích Đức Nhuận tiếp tục hành cước, tham học ở các ngôi chùa nổi tiếng như sư tổ chùa Đào Xuyên, hiện nay tọa lạc tại thôn Đào Xuyên, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, do sư tổ Giám Thông Mệnh giảng dạy. Sư tổ chùa Bằng, hay còn gọi là chùa Linh Tiên, hiện nay tọa lạc tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, và sư tổ chùa Sở hay còn gọi là chùa Phúc Khánh, hiện nay tọa lạc tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, do sư tổ Phan Trung Thứ thuyết giảng. Trải qua bao thời gian chuyên tâm tu học tại các ngôi chùa nổi tiếng này, Ngài Thích Đức Nhuận đã trở thành một bậc đạo hạnh trong sáng. Ngài không những uyên thâm Phật học mà còn quán triệt cả Khổng giáo và Lão giáo, Ngài Thích Đức Nhuận trở thành tiêu đích cho hàng tăng ni, Phật tử ngưỡng mộ, quy tâm. Năm 1939, khi này Ngài Thích Đức Nhuận 42 tuổi, nhằm mục đích vị tha và dấn thân trong đại nguyện cứu khổ, độ sinh. Ngài Thích Đức Nhuận đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, do sư tổ chứng đàn là Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Doãn Hải, viện chủ chùa Tế Xuyên hay còn gọi là Bảo Khám Tự, hiện nay tọa lạc tại thôn Tế Xuyên, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Sự nghiệp hóa đạo của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận. Năm 1940, sau khi thầy Bổn Sư viên tịch, Ngài Thích Đức Nhuận trở về để kế thừa di ngôn của thầy Bổn Sư giao phó. Sau đó Ngài Thích Đức Nhuận chính thức làm trụ trì chùa Đồng Đắc. Phật sự đầu tiên được Ngài đặt ra là đào tạo tăng tài và tổ chức giáo hội. Sau đó Ngài đã thành lập nên hai trường Phật học. Trường Phật học đầu tiên được Ngài đặt tại chùa Đồng Đắc, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Và trường Phật học thứ hai được Ngài đặt tại chùa Kỳ Lân, tọa lạc tại thôn Đại Hữu, xã Văn Bồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngài Thích Đức Nhuận luôn được chư tăng ni, Phật tử cung thỉnh làm chủ hạ tại các trường hạ nổi tiếng như trường hạ chùa Phúc Nhạc tức Già Lê Tự, tại thôn Phúc Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trường hạ chùa Kỳ Lân, thôn Đại Hữu, xã Văn Bồng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trường hạ chùa Sơn Thủy tức Non Nước Tự, tại núi Dục Thúy, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Trường hạ chùa Bà Đá, tại số 3, phố Nhà Thờ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngài Thích Đức Nhuận luôn nêu cao uy mãnh, Thích Hải Côn Bằng tiêu biểu cho ngôi vị Tùng Lâm Pháp Chủ khi giáo hội đã bổ nhiệm. Năm 1950, với đức độ tu hành và giới luật tinh nghiêm, Ngài Thích Đức Nhuận đã được Hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình thỉnh Ngài giữ chức giám luật Phật giáo tỉnh Ninh Bình để làm tiêu đích cho chư tăng ni, Phật tử, tam vô lậu học trên con đường tiến tu. Năm 1955, sau khi hòa bình trở lại, Ngài Thích Đức Nhuận đã được Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Tuệ Tạng là Thượng Thủ Giáo hội Tăng già toàn quốc, cùng với Trưởng Lão Hòa Thượng Mật Ứng là Trị sự Trưởng Giáo hội Tăng già Bắc Việt, cùng các ông Trần Quang Trung, Nhất Kinh Phương đại diện mặt trận thủ đô Hà Nội, mời Ngài về thủ đô Hà Nội để chung lo Phật sự. Trong thời gian này, Ngài Thích Đức Nhuận được thỉnh về làm trụ trì chùa Phổ Giác, tọa lạc tại ngõ 56, phố Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Từ ngôi chùa này, Ngài Thích Đức Nhuận thường xuyên sang trụ sở Trung ương Giáo hội chùa Quán Sứ để làm việc. Về sau, do giáo hội thỉnh cầu nên Ngài Thích Đức Nhuận đã ở tại chùa Quán Sứ, chỉ sau một thời gian Ngài được bổ nhiệm giữ ngôi vị trụ trì chùa Quán Sứ. Năm 1956, Ngài Thích Đức Nhuận được bầu làm trị sự Phó Giáo hội Tăng già Bắc Việt, kiêm đại diện Phật giáo thủ đô Hà Nội. Năm 1957, Ngài Thích Đức Nhuận là một trong những thành viên trong đoàn đại diện đại biểu Phật giáo Việt Nam đến phủ chủ tịch để hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tháng 3 năm 1958, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam chính thức được thành lập do Hòa Thượng Thích Chí Độ làm hội trưởng. Ngài Thích Đức Nhuận được Đại hội suy cử, giữ ngôi vị Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. Năm 1969, Ngài Thích Đức Nhuận được mời về làm trụ trì chùa Quảng Bá tức Hoàng Ân Tự, tọa lạc tại xã Quảng An, huyện Từ Liêm, nay là phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cùng năm 1969, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam thành lập trường tu học Phật Pháp Trung ương tại chùa Quảng Bá và thỉnh Ngài Thích Đức Nhuận giữ chức hiệu trưởng. Đây là một ngôi trường Phật học có tổ chức đầu tiên sau khi miền Bắc giải phóng. Ngài Thích Đức Nhuận làm trụ trì, giáo hóa và độ chúng tại chùa Quảng Bá được hơn 20 năm. Sau đó, Ngài Thích Đức Nhuận được mời làm trụ trì chùa Hoè Nhai tức Hồng Phúc Tự, tọa lạc tại số 19, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Năm 1979, sau khi Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Độ, Hội trưởng Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam viên tịch, Ngài Thích Đức Nhuận được suy cử làm quyền hội trưởng cho đến năm 1981, khi cả nước đã thống nhất Phật giáo. Năm 1980, để có nơi an táng cho chư tăng ni, Phật tử sau khi viên tịch, Ngài Thích Đức Nhuận đã đứng ra xin phép chính quyền, cấp phép và thành lập nghĩa trang tại chùa Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sau đó, Ngài Thích Đức Nhuận nhận lãnh chức vụ trụ trì chùa Hồng Phúc cho đến ngày Ngài viên tịch. Năm 1980, trong bối cảnh cả nước đã hoàn toàn độc lập thống nhất, chư tăng ni, Phật tử khắp trên cả nước mong muốn thực hiện ý nguyện thống nhất Phật giáo Việt Nam. Sau đó, Ban vận động thống nhất Phật giáo được thành lập do Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Thủ làm trưởng ban, Ngài Thích Đức Nhuận được cung thỉnh vào hàng chứng minh của Ban vận động thống nhất Phật giáo cả nước. Đến tháng 11 năm 1981, tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội đã diễn ra hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại hội nghị này, toàn thể đại biểu nhất tâm cung thỉnh Ngài Thích Đức Nhuận đảm nhận ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng trong đại hội, Ngài Thích Đức Nhuận đã đề nghị 3 điểm như sau. 1. Được mở trường cao cấp Phật học tại 3 miền Bắc, Trung, Nam và mở các trường cơ bản Phật học tại các tỉnh. 2. Tăng ni đều được phép xuất gia tu học. 3. Được hoạt động tự do tín ngưỡng tại các cơ sở tự viện khắp trong cả nước. Đề nghị trên của Ngài Thích Đức Nhuận đã được Thủ tướng Phạm Văn Đồng chấp nhận và hứa chắc chắn sẽ thực hiện.
Từ Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981 cho đến Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ 3 năm 1992, Ngài Thích Đức Nhuận luôn được chư Tăng Ni, Phật tử khắp trên cả nước tín nhiệm và tiếp tục suy tôn Ngài, đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày Ngài viên tịch. Ngoài công việc Phật sự, Ngài Thích Đức Nhuận còn tham gia công tác từ thiện xã hội và Ngài được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam liên tiếp trong nhiều khóa. Ngài Thích Đức Nhuận đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất. Pháp môn tu của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận là gì? Ngài Thích Đức Nhuận thuộc dòng pháp môn Tông Tào Động đời thứ 44. Dòng pháp này được truyền thừa từ Thiền sư Động Sơn Lương Giới, là người sáng lập nên Tông Tào Động tại Trung Quốc. Đến thế kỷ 17, Thiền sư Thông Giác Thủy Nguyệt Du Phương sang Trung Quốc cầu pháp rồi khai ngộ, sau đó truyền thừa tại miền Bắc Việt Nam. Về phương pháp tu tập, Ngài Thích Đức Nhuận tự mình tu theo pháp thiền phản văn văn tự tính của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, được diễn giải trong chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông thuộc Bộ Kinh Lăng Nghiêm. Pháp môn tu này, về bản chất và nội dung, đều tương tự như cách tham cứu tu hành của Thiền Tông như khán thoại đầu, chỉ quán đà tọa. Thông qua đó, sẽ giúp cho hành giả dứt sạch vọng niệm, vô minh, rồi đạt đến chỗ siêu việt và chứng ngộ bản thể Phật tính thanh tịnh của chính mình, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Ngài Thích Đức Nhuận thực hành pháp này cho đến cuối đời và làm một bài kệ đúc kết về pháp môn tu của Ngài như sau. Một niềm xoay lại đối tính nghe. Môn sự buông xuôi chỉ lắng nghe. Nghe lắng cho sâu không nghe cảnh. Cảnh rời, văn tính chính tính nghe. Ngài Thích Đức Nhuận nhấn mạnh đến tầm quan trọng và thiết yếu của việc thực hành Phật Pháp, con đường giới định tuệ đối với các hàng tăng ni, Phật tử. Đây là con đường cơ bản và cần thiết nhất để mỗi người có thể nỗ lực tu hành, đạt đến sự giải thoát như lời Phật dạy. Bây giờ thì cần giới luật, ít lâu sau khi được thụ giới, trong dân giới các giới sư học không đủ mấy bộ luật nên sự trao truyền còn nhiều thiếu sót. Con đường tiến đến sự giác ngộ giải thoát chỉ có giới định tuệ. Đầu tiên, giới mà đã không đầy đủ thì tiếp đến định và tuệ sẽ không phát huy được. Giới sẽ có bốn khoa là giới pháp, giới thể, giới hành và giới tướng. Giới pháp là Đức Phật quán xét căn cơ của chúng sinh xem có lỗi lầm gì, rồi Ngài sẽ chế ra giới ấy để cho chúng sinh tu sửa. Giới thể là thầy trò theo giới pháp ấy mà truyền thụ lại cho nhau. Giới hành là các hàng tăng ni khi thụ giới xong sẽ y theo giới pháp đó mà tu hành. Giới tướng là những tướng riêng biệt như ngũ giới thì sát, đạo, dâm, vọng và ẩm tửu, mỗi thứ đều có tướng riêng. Bây giờ, các vị hòa thượng trong các đàn truyền giới nên để tâm nghiên cứu kỹ, không khéo thành ra giáo lý cao siêu hay như thế, mà kết quả không đạt được mấy vì mình làm chưa đúng, mình sẽ không nhận được chân tâm. Ngài Thích Đức Nhuận với chủ trương tinh thần tam giáo đồng nguyên, Ngài cho rằng cả ba tôn giáo Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo đều có những điểm tương đồng trong giáo lý và đều hướng cho con người nên làm những việc thiện lành, cho dù ngôn ngữ hành đạo, phương tiện thực hành khác nhau. Ngoài ra, Ngài Thích Đức Nhuận cũng giảng giải và khuyên các đệ tử sơ cơ nên thực hành pháp môn tịnh độ, niệm Phật thường xuyên để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đệ nhất Pháp chủ Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận viên tịch khi nào? Theo năm tháng, thân ngũ uẩn vô thường cũng sẽ đến hồi tan hoại. Điều rất đặc biệt là, cho đến ngày Ngài Thích Đức Nhuận sắp viên tịch, trở về với thế giới cực lạc, nhưng Ngài vẫn tỉnh giác tự tại, biểu thị rõ là một hiện thân của Bồ Tát giới đức trang nghiêm và thanh tịnh, sinh tử nhàn nhi dĩ khứ lai vô ngại. Ngài Thích Đức Nhuận đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 5 giờ 5 phút, sáng ngày 11 tháng 11 năm Quý Dậu, nhằm ngày 23 tháng 12 năm 1993, tại chùa Hoè Nhai, tọa lạc tại số 19, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngài trụ thế 97 năm, hạ lạp 77 mùa an cư kiết hạ. Sau lễ tang, Ngài Thích Đức Nhuận được an táng tại bảo tháp trong chùa Hoàng Ân, tọa lạc tại ngõ 12, phố Đặng Thái Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Xuất thế giới hạnh tinh nghiêm, nhập thế lợi lạc quần xanh, đệ nhất Đức Pháp chủ luôn khơi dòng trí tuệ văn thù, thể hiện hạnh nguyện phổ hiền tốt đời đẹp đạo. Nhờ đó mà đông đảo chư tăng ni, Phật tử Việt Nam đã được thấm nhuần thâm ơn pháp nhũ và lượng cả từ bi của Ngài. Toàn thể tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, xin nguyện đê đầu kính lạy những bước chân giải thoát của bậc đại sư xuất trần thượng sĩ. Chúng con nguyện noi theo gương sáng của Ngài trên con đường tu hành để hoằng dương Phật Pháp, làm lợi lạc quần xanh. Các đệ tử đã quy y xuất gia tu hành với Đại Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận. 1. Hòa Thượng Thích Thanh Khánh, sinh năm 1921, viên tịch năm 2013, viện chủ chùa Hoè Nhai, là trưởng pháp tử. 2. Hòa Thượng Thích Tâm Châu, sinh năm 1921, viên tịch năm 2015. 3. Hòa Thượng Thích Trung Quán,
sinh năm 1918, viên tịch năm 2003. 4. Hòa thượng Thích Tuệ Đăng, sinh năm 1927, viên tịch năm 1997. 5. Hòa thượng Thích Tuệ Côn, sinh năm 1927, viên tịch năm 2005, trụ trì chùa Quảng Bá. 6. Hòa thượng Thích Phúc Chí, sinh năm 1917, viên tịch năm 2013, trụ trì chùa Mễ Trì Thượng, tọa lạc tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 7. Thượng tọa Thích Đạo Minh, trụ trì chùa Quảng Bá. 8. Thượng tọa Thích Thọ Lạc, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình. 9. Ni trưởng Hải Triều Âm, sinh năm 1920, viên tịch năm 2013, trụ trì chùa Dược Sư, tọa lạc thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 10. Ni trưởng Thích Đàm Ánh, sinh năm 1924, viên tịch năm 2015, trụ trì chùa Phụng Thánh, tọa lạc tại số 43, ngõ Cống Trắng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Sơ lược về tiểu sử cuộc đời hành đạo của đệ nhị pháp chủ Thích Tâm Tịch. Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch có tên thế danh là Nguyễn Đình Khuê, pháp hiệu là Như Sơn. Ngài sinh vào ngày 17 tháng 11 năm 1915 tại phố Hội Bình, tỉnh Yên Bái, hiện nay là phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Nguyên quán tại làng Định Công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ngài sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức nho giáo, có 6 anh chị em, ngài là con út trong gia đình. Song thân phụ mẫu của ngài là cụ ông Nguyễn Đình Văn và cụ bà Lê Thị Cúc. Cũng giống như bao gia đình xung quanh, gia đình ngài làm nghề thủ công mỹ nghệ để mưu sinh. Khi ngài được 4 tuổi thì người cha đã qua đời, nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì 10 năm sau mẹ của ngài cũng rời trần thế. Để lại cậu bé chưa kịp trưởng thành cùng các anh chị quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Cậu thiếu niên khi ấy mới 14 tuổi, vừa tốt nghiệp xong cấp bậc tiểu học đương thời, giống như bạn bè cùng trang lứa, ngài tiếp tục vừa học chữ vừa học nghề. Điều may mắn trong cuộc đời của ngài chính là được sinh ra trong gia đình được dạy dỗ từ nhỏ và anh chị em biết thương yêu, đùm bọc nhau. Tuy không còn cha mẹ nhưng ngài luôn nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ của các anh chị, đặc biệt là người anh là nhà giáo Nguyễn Văn Kính. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, niềm tin với Phật giáo trong ngài đã bắt đầu từ khi nào không biết. Trong khi các bạn nghiên cứu những môn học khác thì ngài đã bắt đầu có xu hướng thiên về học đạo nhiều hơn. Càng đọc nhiều về đạo Phật, ngài càng ngưỡng mộ Đức Phật với những điều giáo lý sâu sắc của nhà Phật. Với sức trẻ của tuổi 16 và tấm lòng hướng về Phật giáo, ngài đã âm thầm, lặng lẽ từ biệt gia đình tìm đường xuất gia cầu đạo. Quá trình xuất gia và tu học Phật Pháp của cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Với tấm lòng hướng về đạo Phật, ngài Thích Tâm Tịch lại gặp đúng thời điểm Phật tử ở khắp nơi trên cả nước muốn chấn hưng Phật giáo. Tinh thần của những người con cửa Phật muốn học Phật, tin Phật và tu Phật được bắt đầu vào khoảng đầu những năm 1920 đến 1930. Hàng triệu Phật tử trải dài từ Bắc vào Nam, cùng nhau hướng trái tim về Phật giáo. Cơ duyên cũng thật kỳ diệu, thiền gia Pháp chủ Đức Đại Lão Hòa thượng Thích Thanh Hanh danh đức của Tổ Vĩnh Nghiêm, khi đó đã có một tác động mạnh mẽ, thôi thúc chàng trai trẻ Nguyễn Đình Khuê, quyết tâm đến chiêm bái Tổ Đình Quán Sứ, đỉnh lễ Tam Bảo, bái kiến Đức Tổ Vĩnh Nghiêm. Vốn ngài đã có duyên tiếp xúc với Phật Pháp qua những trang sách Phật và những lần tìm tòi học hỏi. Ngay khi được gặp gỡ và được Đức Tổ giáo huấn đôi điều diệu lý, tâm thức của chàng trai trẻ đã được khai ngộ. Không cần suy nghĩ, ngài đã quyết tâm thỉnh cầu Đức Tổ minh chứng cho bản thân được xuất gia cửa Phật. Nhận được sự đồng ý của Đức Tổ, cuộc đời của ngài Thích Tâm Tịch như được bước sang một trang sách mới. Đức Tổ Quán Sứ đã giao cho Hòa thượng Thích Thái Hòa đưa ngài Thích Tâm Tịch về tỉnh Hà Nam, đỉnh lễ tu học theo y chỉ sư là đệ tứ Tổ Tế Xuyên Thích Doãn Hải tại chùa Bảo Khám và Tổ Thiện Bản, trụ trì chùa Cao Đà, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Được sống tại Tổ Đình Tế Xuyên, ngài Thích Tâm Tịch như hạt mưa được hòa mình vào đại dương, hạt giống bồ đề trong tâm thức của ngài như gặp được mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Cuộc sống thanh thuần, bình dị, thoát khỏi thế tục, tĩnh tâm tu hành chính là mong muốn của ngài từ bấy lâu. Nếp sinh hoạt thường nhật bình dị bên những cuốn kinh sách đã trở thành cuộc sống của một vị tăng sinh. Mỗi ngày, khi còn là giới từ tân học, ngài đã một lòng cần mẫn chấp tác phụng sự sư trưởng, đồng thời ngài cũng chăm chỉ chịu khó công quả để trang nghiêm Tam Bảo. Được sự công nhận của các vị sư trưởng, vào năm 1936, khi này ngài Thích Tâm Tịch đã 21 tuổi, ngài được thụ thập giới Sa Di do đệ tứ Tổ Tế Xuyên Thích Doãn Hải làm đàn đầu hòa thượng tại Tổ Đình Tế Xuyên. Sau một thời gian ngài tiếp tục học tập và tiến tu đạo hạnh, ngài được Tổ Thầy Bổn Sư cho đi nhập chúng cầu học kinh, luật, luận với Tổ Tuệ Tạng Đức Thượng Thủ Tăng Già Toàn Quốc tại chùa Quán Sứ, khởi đầu cho một thời kỳ dài tu tập, hóa đạo trên đất Thăng Long Hà Nội.
Vào năm 1939, khi ấy tại chùa Quán Sứ khai mở đại giới đàn, do đích thân tổ Trung Hậu Thích Thanh Ất làm đàn đầu. Tại thời điểm lúc đó, đối với Phật giáo được đánh giá là giới đàn có quy mô lớn nhất của Phật giáo Bắc Kỳ. Những quy định nghiêm ngặt được đặt ra đối với các giới tử tham gia giới đàn, các giới tử muốn tham gia phải nhập lễ sám hối đủ 21 ngày. Tiếp đó các giới tử sẽ phải trải qua thời kỳ khảo hạch để được sắp xếp thứ tự. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Ngài Thích Tâm Tịch lúc đó đã được cử đứng đầu hàng giới tử Sa Di, cầu thụ cụ túc giới. Khi chỉ mới 25 tuổi đời, nhưng với sự thông tuệ cao sâu về Phật Pháp, Ngài Thích Tâm Tịch đã chính thức được bước lên một cấp bậc mới, Ngài được dự vào hàng Tăng Bảo. Nhờ đó, Ngài được thiện duyên theo hầu Tổ Tuệ Tạng và may mắn được theo học Phật Pháp tại những ngôi chùa lớn lúc thời điểm đó như chùa Quán Sứ, chùa Bồ Đề, chùa Cao Phong. Với tinh thần ham học hỏi của mình, trong tất cả học chúng và các khóa hạ tại thời điểm ấy, Ngài Thích Tâm Tịch luôn được giữ chức Chánh Duy Na. Ngài luôn luôn là tấm gương và hộ trì kỷ cương giới đức phạm hạnh cho các tăng ni, đại chúng noi gương để lập chí tu hành. Những cống hiến và thành tựu nổi bật của cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch sau 14 năm cần mẫn tu học, thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, hành trì phạm hạnh, tích lũy tâm đức của một tỳ kheo. Nhờ đó, Ngài đã được chư tôn đức đương thời thỉnh làm giới sư, rồi sau đó làm hòa thượng đàn đầu. Ngài trở thành người truyền trao giới pháp cho các thế hệ tăng ni, Phật tử hậu học tại các đại giới đàn. Một số đại giới đàn được Ngài Thích Tâm Tịch hoằng pháp độ sinh như: đại giới đàn tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, năm 1953. Đại giới đàn tại chùa Tế Xuyên, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, năm 1955. Đại giới đàn tại chùa Phật Ấn, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ, năm 1957. Đại giới đàn tại chùa Thần Quang, thành phố Hà Nội, năm 1959. Đại giới đàn tại chùa Bà Đá, thành phố Hà Nội, năm 1976. Đại giới đàn tại chùa Quán Sứ, thành phố Hà Nội, năm 1978. Từ thời điểm ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời là sự thành lập của Thành hội Phật giáo Hà Nội cho đến năm 2001, Thành hội Phật giáo Hà Nội luôn tổ chức đại giới đàn truyền giới cho các tăng ni sau ngày kết hạ an cư. Nhận được sự tín nhiệm của các vị tăng ni, tất cả những đại giới đàn này, Thành hội Phật giáo Hà Nội đều cung thỉnh Ngài Thích Tâm Tịch làm đàn đầu hòa thượng, chủ trì giới đàn truyền trao giới pháp cho các giới tử. Ngài không chỉ là đàn đầu hòa thượng cho riêng các giới đàn, mà Ngài còn trực tiếp truyền thụ tam quy, ngũ giới, Bồ Tát giới cho hàng ngàn Phật tử ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh và thành phố lân cận. Cùng với sự thông tuệ về Phật Pháp, Ngài Thích Tâm Tịch đã được các sơn môn, pháp phái thỉnh cử, được Giáo hội Trung ương chỉ định Ngài làm trụ trì một số các tự viện, chốn Tổ Già Lam sau đây. Năm 1958, Đức Tổ Tuệ Tạng chỉ định Ngài Thích Tâm Tịch làm giám tự Tùng Lâm Quán Sứ, thành phố Hà Nội. Năm 1962, Tổ Cao Đà Thiện Bản Viên Tịch, Ngài Thích Tâm Tịch lại được chư tôn đức sơn môn giao phó trọng trách làm trụ trì chùa Cao Đà tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Năm 1979, sau khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Hải Viên Tịch, Ngài Thích Tâm Tịch được thỉnh giữ chức trụ trì Tổ Đình Bồ Đề, tức Thiên Sơn Cổ Tự, tọa lạc tại xã Bồ Đề, huyện Gia Lâm, nay là phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Năm 1981, sau khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi đó trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận Đệ Nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ định đích danh Ngài Thích Tâm Tịch, giữ chức trụ trì Tùng Lâm Quán Sứ trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1997, sau khi trưởng lão Hòa Thượng Thích Thông Ban chủ trì Tổ Đình Tế Xuyên Viên Tịch, Ngài Thích Tâm Tịch tiếp tục nhận lãnh chức viện chủ Tổ Đình Tế Xuyên, tức Chùa Bảo Khám, tọa lạc tại xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Một lần nữa khẳng định về phẩm hạnh đạo đức và năng lực đặc biệt, nội hàm chúng diệu, ngoại ứng huyền cơ của một bậc chân tu thạc đức đối với Phật giáo Việt Nam. Ngài Thích Tâm Tịch đến với Phật giáo bằng tất cả tấm lòng thành kính, sứ mạng của một nhà tu hành, không chỉ dành riêng cho bản thân mình. Một sứ mạng hết sức thiêng liêng của một vị tăng già tác như lai sứ, hành như lai sự. Có nghĩa rằng, thực hành giới thể thanh tịnh để thân tướng trang nghiêm, thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức để hoàn thiện đời sống phạm hạnh. Ngài Thích Tâm Tịch đã thực hiện những trách nhiệm của một người Phật tử từ khi còn tuổi thiếu thời và bắt đầu gánh trọng trách Phật sự khi mới bước sang tuổi trung niên cho đến lúc trở thành một vị cao tăng trưởng lão. Trước khi là một vị cao tăng tôn kính thì trong thâm tâm Ngài Thích Tâm Tịch luôn là một người con hết lòng vì đất nước. Chính vì vậy mà ngoài những chức vụ trong Phật sự, Ngài Thích Tâm Tịch vẫn luôn cống hiến hết mình cho những hoạt động xã hội, cụ thể là Ngài giữ các chức vụ. Năm 1958, khi Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam thành lập,
Ngài Thích Tâm Tịch đã được cử làm Ủy viên Trung ương Hội, đồng thời làm Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội từ năm 1958 đến 1980. Năm 1972, Ngài Thích Tâm Tịch giữ chức vụ Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. Từ năm 1976 đến 1981, Ngài Thích Tâm Tịch được bầu làm Ủy viên Thường trực Trung ương Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. Năm 1984, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Nhuận tuyên chỉ, Ngài Thích Tâm Tịch giữ chức vụ Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng cùng năm này, với uy tín và đạo hạnh của Ngài, Ban trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội đã cung thỉnh Ngài Thích Tâm Tịch làm trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự cho đến tháng 9 năm 2002. Tại thời điểm tháng 11 năm 1992, khi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 3, nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 1997, Ngài Thích Tâm Tịch được Đại hội suy tôn làm Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tháng 11 năm 1997, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 4, nhiệm kỳ từ năm 1997 đến năm 2002, cũng như Đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ từ năm 2002 đến năm 2007. Được sự tín nhiệm, toàn thể Đại hội đã suy tôn Ngài Thích Tâm Tịch lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giữ vững Thạch trụ Tùng Lâm, xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Để trân trọng sự tâm huyết, những cống hiến và công đức cao quý cho Phật giáo, cho đất nước của trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng cho Ngài Huân chương Độc lập hạng nhất, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng trao tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng thủ đô cùng nhiều bằng khen, giấy khen của các ban ngành trung ương và thành phố. Cuộc đời tu hành và hoằng pháp của Ngài Thích Tâm Tịch trải qua rất nhiều cương vị, nhưng dù cho có ở bất kỳ vị trí nào, Ngài Thích Tâm Tịch vẫn luôn thể hiện được cái tâm, cái đức khiêm cung của một nhà tu hành, hành trì giới định tuệ, chú tâm tỉnh giác, thu nhiếp tam nghiệp thân khẩu ý, phụng sự trang nghiêm tam bảo. Ngài luôn chỉ bảo và căn dặn mọi người những công việc cần làm, không bao giờ Ngài lớn tiếng với bất kỳ một ai. Một vị cao tăng luôn kiên định với chánh kiến của mình, Ngài luôn tìm ra những phương pháp tối ưu để có thể làm tốt nhất những định hướng mà giáo hội đã đặt ra, giúp cho Phật giáo và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh hơn. Đệ nhị Pháp chủ trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch viên tịch năm nào? Trải qua những năm tháng tu hành và học đạo của mình, đệ nhị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch đã minh chứng đạo hạnh và công đức tu trì của Ngài ngày một tăng trưởng, kiên định và cao thâm. Nhưng sự vô thường của sinh, lão, bệnh, tử trong mỗi con người chúng ta thì không một ai có thể tránh khỏi. Cuối năm 2001, sức khỏe của Ngài Thích Tâm Tịch đã bắt đầu giảm sút, Ngài cũng giống như những người bình thường khác, không tránh khỏi những lúc mệt mỏi ốm đau. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt ở Ngài đó là sự an nhiên đón nhận. Cho dù đã sức tàn hơi kiệt, nhưng Ngài vẫn thượng tịnh tam nghiệp, tay lần chuỗi niệm Phật, chú tâm tỉnh giác trước sự tan hoại dần của tấm thân tứ đại. Khi công đức Hoằng Pháp độ sinh viên mãn, Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Tâm Tịch đã thu thần thị tịch vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3 năm 2005, tức ngày 26 tháng Giêng năm Ất Dậu. Ngài trụ tại thế 91 năm và trải qua 66 mùa an cư kết hạ, để lại trong lòng môn đồ tứ chúng, tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước niềm kính thương vô hạn. Tấm gương trong sáng, hiền đức uy nghi nơi Ngài, mãi mãi hằng hữu trên trang sử vàng Phật giáo Việt Nam. Tiểu sử cuộc đời tu hành và những thành tựu to lớn của đệ tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, có thế danh là Bùi Văn Quý, pháp danh là Phổ Tuệ, pháp tự là Tục Tuệ, pháp hiệu là Phổ Thông. Ngài sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1917 trong một gia đình gia giáo tại thôn 5, xã Phùng Thiện, Tổng Bồng Hải, hiện nay là thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cha mẹ của Ngài là cụ ông Bùi Quang Oánh và cụ bà Nguyễn Thị Thinh. Song thân phụ mẫu của Ngài đều là những Phật tử thuần thành kính tín và sinh được 3 người con, Ngài là người con thứ 2 trong gia đình. Ngài Thích Phổ Tuệ vốn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống kính tín Phật Pháp, cho nên hạt giống Bồ Đề Tâm của Ngài đã sớm ngày nảy nở. Năm 1925, khi này Ngài Thích Phổ Tuệ mới lên 9 tuổi, Ngài đã được cha mẹ đưa đến chùa ở với sư cụ Thích Đàm Cơ, là trụ trì chùa Phúc Long, tọa lạc tại thôn Phú An, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Sau đó, Ngài Thích Phổ Tuệ được sư cụ Thích Đàm Cơ cho theo cụ đồ hiện nổi tiếng trong vùng để học chữ Nho. Năm 1929,
Ngài Thích Phổ Tuệ lên 13 tuổi, khi này sư cụ Thích Đàm Cơ đã cho ngài đến bái sư với sư tổ Thích Nguyên An, là trụ trì chốn Tổ Vọng, được tọa lạc tại xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Năm 1932, khi này ngài Thích Phổ Tuệ đã 16 tuổi, sau 3 năm tu học chăm chỉ, ngài Thích Phổ Tuệ đã được sư tổ Thích Nguyên An cho thụ giới sa di tại giới đàn hạ trường chùa Đống Cao của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Năm 1934, ngài Thích Phổ Tuệ khi này đã 18 tuổi, ngài đến cầu học với sư tổ Thích Quảng Tốn, là trụ trì của tổ đình Viên Minh tức chùa Giáng, được tọa lạc tại thôn Khai Thái, xã Tầm Khê, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông cũ. Hiện nay là thôn Quang Lãng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Năm 1936, khi vừa tròn 20 tuổi, ngài Thích Phổ Tuệ được thụ cụ túc giới và bồ tát giới trong đại giới đàn tại tổ đình Viên Minh, do chính sư tổ Thích Quảng Tốn làm đàn đầu hòa thượng. Sau khi thụ nhận đầy đủ các giới pháp, nhưng ngài Thích Phổ Tuệ vẫn tiếp tục vân du cầu đạo. Ngài tìm đến học hỏi về những kiến thức Phật pháp ở hầu hết các sơn môn, tổ đình danh tiếng thời bấy giờ như sơn môn Tế Xuyên, tổ đình Vĩnh Nghiêm và sơn môn Hương Tích. Quá trình hoạt động Phật sự của cố trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Năm 1952, ngài Thích Phổ Tuệ vân du hành đạo tại chùa Linh Ứng, được tọa lạc tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Đến năm 1957, ngài Thích Phổ Tuệ quay trở lại tổ đình Viên Minh tại thôn Quang Lãng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, để phụng sự Phật pháp và tiện bề chăm sóc cho sư tổ Thích Quảng Tốn những năm cuối đời. Năm 1961, khi này vị trụ trì đời thứ hai của tổ đình Viên Minh tức chùa Giáng, sư tổ Thích Quảng Tốn viên tịch, ngài Thích Phổ Tuệ đã được kế đăng làm trụ trì đời thứ ba của tổ đình Viên Minh theo di ngôn của sư tổ Thích Quảng Tốn. Đến năm 1987, Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam là ngài trưởng lão hòa thượng Thích Đức Nhuận đã cử ba vị cao tăng thạc đức, đó là trưởng lão hòa thượng Thích Kim Cương Tử, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Siêu và trưởng lão hòa thượng Thích Tâm Thông. Ba vị cao tăng đã về tổ đình Viên Minh tức chùa Giáng, mời ngài Thích Phổ Tuệ lên thủ đô Hà Nội để chủ trì hiệu đính đại tạng kinh điển của Phật giáo Việt Nam và cùng tham gia các hoạt động Phật sự của giáo hội. Từ đó, ngài Thích Phổ Tuệ đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng các cấp trong giáo hội qua những thời kỳ như sau. Từ năm 1993 đến năm 2008, ngài Thích Phổ Tuệ là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây. Từ năm 1993 đến năm 2008, ngài Thích Phổ Tuệ là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây. Từ năm 1992 đến năm 1997, ngài Thích Phổ Tuệ là hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 1997 đến năm 2007, ngài Thích Phổ Tuệ là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2002 đến năm 2007, ngài Thích Phổ Tuệ là Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2003 đến năm 2007, ngài Thích Phổ Tuệ là Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội. Từ năm 2003 đến năm 2007, ngài Thích Phổ Tuệ là Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Từ năm 2007 đến năm 2021, ngài Thích Phổ Tuệ là Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2009 đến năm 2021, ngài Thích Phổ Tuệ là Đường chủ các hạ trường tại các tỉnh, thành phố. Từ năm 2009 đến năm 2021, ngài Thích Phổ Tuệ là đàn đầu hòa thượng các đại giới đàn tại các tỉnh, thành phố. Bên cạnh việc đảm nhiệm các chức vụ trong giáo hội, ngài Thích Phổ Tuệ cũng có nhiều công lao to lớn đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, từ phong trào bình dân học vụ đến những phong trào xây dựng hợp tác xã sau khi đất nước hòa bình lặp lại. Cùng với việc chăm lo cho tăng chúng tại chùa và các tổ đình, tự viện tại các địa phương, ngài Thích Phổ Tuệ còn góp phần xây dựng phát triển quê hương đất nước. Ngài Thích Phổ Tuệ là bậc chân tu đức hạnh, luôn giữ tình đoàn kết giữa các tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, ngài Thích Phổ Tuệ tham gia làm ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều khóa, bắt đầu từ khóa 4 đến khóa 9 cho đến khi ngài viên tịch. Những tác phẩm dịch thuật và chức tác của cố trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Đệ tam pháp chủ giáo chủ Phật giáo Việt Nam, cố trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là bậc cao tăng đức hạnh, Tùng Lâm Thạch Trụ, ngài thông tuệ am hiểu Tam Tạng Thánh giáo. Đặc biệt, ngài Thích Phổ Tuệ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc biên soạn, dịch thuật và chức tác về những tác phẩm Phật học ở Việt Nam. Ngài dành cả cuộc đời tu hành của mình cho sự nghiệp biên soạn và chú giải đại từ điển Phật học. Ngài chú giảng và thuyết giảng rất nhiều bộ kinh quý như Kinh Lăng Nghiêm,
Đề cương kinh Pháp Hoa, Phật Tổ Tam Kinh, Phật học là tuệ học, kinh Bách Dụ, Bát Nhã Dư Âm, kinh Di Đà Viên Trung Sao, các bộ luật Tỷ Khiêu và luật Tỷ Khiêu Ni Lược Ký. Ngoài những tác phẩm biên soạn, dịch thuật và trước tác về Phật học quan trọng nêu trên, Ngài Thích Phổ Tuệ cũng sáng tác rất nhiều bài thơ đường luật theo thể thất ngôn bát cú để sách hữu ích với hàng hậu học trong các khóa an cư kết hạ. Trong suốt cuộc đời hành đạo của Ngài Thích Phổ Tuệ tại Tổ Đình Viên Minh, cũng như quá trình tham gia các hoạt động Phật sự trong giáo hội và xã hội, Ngài Thích Phổ Tuệ đã có nhiều đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc. Những công đức của Ngài luôn được giáo hội và nhà nước trân trọng ghi nhận, trao tặng nhiều huân huy chương cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều bằng tuyên dương công đức cao quý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch vào năm nào. Ngài Thích Phổ Tuệ đã trải qua 105 năm hiện diện ở cõi Sa Bà với 85 năm hạ lạp trên ngôi vị Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài Thích Phổ Tuệ đã chọn đời hiến dâng những tinh túy của Phật Pháp cho lý tưởng Hoằng Pháp lợi sinh. Công đức cao quý của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp, làm rạng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam, tự hào sánh vai cùng với nền Phật giáo trên thế giới. Cuộc đời của Ngài Thích Phổ Tuệ, từ sơ tâm xuất gia cho đến lúc hóa duyên đã mãn, Ngài luôn luôn là một tấm gương tỏa sáng trong công phu tu thân, hành đạo cho tất cả chúng tăng ni, Phật tử xuất gia và tại gia. Ngài Thích Phổ Tuệ luôn lấy giới hạnh tinh nghiêm làm thân giáo để răn dạy, sách tấn cho hàng hậu học. Cuộc đời của Ngài chính là một biểu tượng tinh thần từ bi, chí dũng. Điều đặc biệt là trong công hạnh vô ngã vị tha, Ngài Thích Phổ Tuệ đã tận lực chuyên tâm vào sự nghiệp Hoằng Dương Chính Pháp để phục vụ nhân sinh. Ngài xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo dân tộc ngày càng phát triển vững mạnh. Thời khắc thiêng liêng tương hội, công đức hóa duyên với đại chúng viên mãn, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thâu thần thị tịch vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, tức giờ Dần, ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, âm lịch, tại Tổ đình Viên Minh tức Chùa Giáng, thôn Quang Lãng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Sự ra đi của Ngài Thích Phổ Tuệ đã để lại trong lòng đông đảo môn đồ tứ chúng, tăng ni, Phật tử Việt Nam và thế giới niềm kính thương vô hạn, niềm kính tiếc vô cùng. Tuy Ngài đã về với cảnh giới Niết Bàn, nhưng cuộc đời từ bi đức hạnh của Ngài Thích Phổ Tuệ vẫn mãi mãi hằng hữu trong trang sử huy hoàng của Phật giáo Việt Nam đương đại. Tóm tắt tiểu sử và những cống hiến to lớn của đệ tứ Pháp Chủ Thích Chí Quảng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, có thế danh là Ngô Văn Giáo. Ngài sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1940 tại quê hương là xã Phú Mỹ Hương, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một số tài liệu khác có ghi chép rằng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng thực chất lại sinh vào năm 1938, tuy nhiên điều này đã được xác nhận chính thức là không chính xác. Căn cứ theo trong cuốn sách Việt Nam Phật giáo nhân vật chí đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thực hiện và theo thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thì năm sinh chính xác của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng chính là sinh vào năm 1940. Khi vừa tròn 10 tuổi, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã bắt đầu xuất gia để tu học. Đến năm 1960, Ngài đã được thọ giới tỳ kheo và được dẫn dắt, chỉ dạy một cách cẩn thận. Sau này khi trưởng thành hơn, Ngài đã được tu học tại Đại học Rinzai, Tokyo, Nhật Bản. Đến khi về nước, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ Phật học bởi Hòa thượng Thích Chí Đức viện chủ của Tổ đình Huệ Nghiêm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 công nhận. Bên cạnh đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng còn được rất nhiều các vị cao tăng hòa thượng khác dẫn dắt, như là cao tăng hòa thượng Thích Thiện Hòa, cao tăng hòa thượng Thích Thiện Hoa, cao tăng hòa thượng Thích Chí Học, cao tăng hòa thượng Thích Thiện Hào. Nhờ đó mà Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể trở về Việt Nam để thực hiện công việc giảng đạo cũng như các hoạt động hoằng pháp của mình. Tiểu sử chi tiết của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1975, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã được giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ phiên dịch và trước tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2007, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận chức vụ trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên đào tạo về Hoằng Pháp cho các tăng sĩ trong khắp các tỉnh thành trên cả nước. Giai đoạn từ năm 1989 đến nay, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận vai trò là Tổng biên tập báo Nguyệt San Giác Ngộ.
Giai đoạn từ năm 1999 đến nay, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận vai trò trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng hiện đã được công nhận là chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền giáo tông thuộc đời thứ 43. Ngài đã được đông đảo chư tăng ni và Phật tử cả nước biết đến là một vị trụ trì của nhiều ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, có thể kể đến như là Việt Nam Quốc Tự, được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Ấn Quang, được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Huê Nghiêm, được tọa lạc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Huê Nghiêm 2, được tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Linh Sơn Bửu Thiền, được tọa lạc tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viện chủ Tổ đình Linh Nguyên, được tọa lạc tại ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Quá trình tu hành của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Về quá trình tu hành và hoạt động của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng sẽ được phân bổ chi tiết theo từng mốc giai đoạn khác nhau, quý vị và các bạn có thể tham khảo như sau. 1. Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2007. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận các chức vụ bao gồm: làm Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, làm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. 2. Giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận các chức vụ bao gồm: làm Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, làm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, làm Tổng biên tập báo Giác ngộ. 3. Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2017. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận các chức vụ bao gồm: làm Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 4. Giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2022. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã đảm nhận các chức vụ bao gồm: làm Phó Pháp chủ, chiêm giám luật Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, làm Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, làm Tổng biên tập báo Giác ngộ, làm Chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 29 tháng 11 năm 2022, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng lên ngôi vị đệ tứ pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một số thành tựu vĩ đại của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng từ sau khi ra nước ngoài học tập và trở về nước đã thực hiện được rất nhiều việc làm có ý nghĩa. Đặc biệt nhất phải kể đến đó là những công việc duy trì và phát triển hoạt động tu học của chư tăng ni Phật tử trên khắp cả nước. Trong đó, một số thành tựu vĩ đại sau đây của Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng sẽ luôn luôn được nhân dân ghi nhớ mãi. 1. Xây dựng nên ngôi chùa Huê Nghiêm 2. Ngôi chùa Huê Nghiêm 2 là ngôi chùa vốn thuộc hệ phái Bắc Tông, có địa chỉ nằm tại số 299B, đường Lương Định của phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu phần đất xây dựng ngôi chùa này đã được Hòa thượng Thích Hồng Tín kính tặng cho Tổ đình Huê Nghiêm thành phố Thủ Đức từ năm 1899 và được dùng để sản xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tổ đình. Tuy nhiên sau năm 1975 đất nước được thống nhất, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã kêu gọi công đức cùng với sự giúp sức của cộng đồng nhằm xây dựng ngôi chùa Huê Nghiêm 2 trên mảnh đất đó, với mục đích để tăng chúng và giúp chư tăng ni, Phật tử có nơi để nghỉ ngơi và tu học hàng ngày. Ngôi chùa này đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công nhận vào năm 1998. Vào mỗi dịp đại lễ Phật đản hàng năm, ngôi chùa Huê Nghiêm 2 thường được chọn để làm nơi để hành lễ tập trung cho hàng trăm, hàng ngàn chư tăng ni, Phật tử khắp cả nước tới để tham dự. Kể từ tháng 5 năm 2017, chùa Huê Nghiêm 2 đã được Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng trao quyền trụ trì cho Thượng tọa Thích Lệ Trang dẫn dắt cho đến ngày nay. 2. Trùng tu thành công Việt Nam Quốc Tự. Nhân dịp ngày Vía Quán Thế Âm Bồ Tát diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2014 theo dương lịch, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã chính thức khởi công xây dựng và trùng tu lại ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Công trình này được cho là công trình tôn giáo trọng điểm và quan trọng,
để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 và kỷ niệm thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh nguồn kinh phí kêu gọi được từ nhiều tổ chức và nhà hảo tâm, Việt Nam Quốc tự đã được trùng tu lại thành công với quy mô vô cùng đồ sộ và đẹp mắt, kinh phí để hoàn thiện lên tới hơn 250 tỷ đồng. Công trình này chính thức được khánh thành vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Đông đảo chư tăng ni, Phật tử luôn cảm thấy phấn khích và tự hào mỗi khi đến đây. 3. Thành lập Đạo Tràng Pháp Hoa. Đạo Tràng Pháp Hoa hiện nay là nơi tập hợp của đông đảo chư tăng ni, Phật tử đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các Phật tử tuổi trẻ của Tổ đình Ấn Quang, hàng năm về đây tu hành. Ban đầu, Đạo Tràng Pháp Hoa đã được trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng xây dựng chỉ với khoảng 40 thanh thiếu niên tới chùa Ấn Quang để sinh hoạt, học tập theo tinh thần Phật giáo phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên về sau này, rất nhiều hoạt động bổ ích tại chùa như học giáo lý, tụng kinh, dâng hoa cúng dường đã tác động tích cực tới nhiều hơn các Phật tử ở các lứa tuổi khác nhau. Từ đó đã hình thành nên một đạo tràng tu học lớn mạnh và phát triển cực thịnh cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, Đạo Tràng Pháp Hoa còn được lan truyền rộng rãi ra đến tận cộng đồng hải ngoại, nơi có những người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Canada. Bởi chính những đệ tử chân truyền của trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, nhờ đó mà Đạo Phật đã có cơ hội được phổ cập ngày càng rộng rãi hơn đến với nhiều người dân xa xứ. Những tặng thưởng to lớn dành cho trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp Hoằng Pháp nói chung và đóng góp cho nền Phật giáo của nước nhà nói riêng. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã nhận được rất nhiều tặng thưởng lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Một số tặng thưởng và vinh dự quý giá có thể kể đến như: vào tháng 11 năm 2011, tại chùa Huê Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Minh Chí đã thay mặt Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Cũng trong tháng 11 năm 2017, tại Việt Nam Quốc tự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Đến năm 2008, Đại học Mahachulalongkorn Rajabidilaya trực thuộc Hoàng gia Thái Lan đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng bởi những công đức và đóng góp của Hòa Thượng đối với sự nghiệp Hoằng Pháp và giáo dục Phật giáo nói chung. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng cũng chính là nhà sư Việt Nam thứ hai được trao tặng danh dự này. Trước đó, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu cũng vinh dự được trao danh hiệu này. Tháng 2 năm 2016, tại Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã được Liên minh các nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu thế giới trao tặng giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại biểu Phật giáo được mời tới từ 51 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Một số tác phẩm nổi bật của trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Cho đến nay, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã biên soạn và dịch thuật được hơn 50 tác phẩm nghiên cứu Phật học, trong đó có cả tác phẩm đã được phiên dịch từ các tài liệu uy tín đến từ nước ngoài. Một số tác phẩm nổi bật nhất của trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như: các tác phẩm biên soạn Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Lược Giải Kinh Pháp Hoa, Lược Giải Kinh Duy Ma, Lược Giải Kinh Hoa Nghiêm, Nghi Thức Vu Lan Báo Hiếu, Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh, Hoằng Pháp và Trụ Trì, Nghi Thức Cầu An, Tư Tưởng Phật Giáo Nhập Thế và Phát Triển. Các tác phẩm phiên dịch Kinh A-di-đà, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Dược Sư và còn nhiều tác phẩm kinh điển khác mà bạn có thể tìm đọc. Một số bài giảng hay nhất của trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng. Bên cạnh việc sáng tác, biên soạn, dịch thuật các đầu sách hay về kinh thư, Phật Pháp, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng còn rất hay giảng giải các bài giảng đạo trên một số nền tảng mạng xã hội. Để từ đó chư tăng ni, Phật tử có thể theo dõi dễ dàng, học được nhiều bài học hay và bổ ích. Một số bài giảng hay nhất của trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như: quyết lòng tìm tới Linh Sơn, quán chiếu nhân duyên để sống có ý nghĩa, hạnh và nghiệp, chân lý của cuộc sống, cảm thức về đại lễ Vu Lan, tự mình trị hết bệnh tật. Nội dung video trên kênh Tôn Giáo Tín Ngưỡng đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay, xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.